buổi tập thể dục giữa giờ của trên 400 công nhân công ty cổ phần may Đà Lạt. Các động tác trong bài tập 15 phút nhằm giúp cho công nhân được thư giãn và đỡ nhức mỏi do đặc thù của công việc mà công nhân phải ngồi nhiều, được thực hiện hàng ngày và hoạt động này được duy trì từ nhiều năm nay. Để công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, ngoài chú trọng đến các chế độ chính sách cho người lao động thì doanh nghiệp còn quan tâm đến sức khỏe cho công nhân. Thời gian làm việc thì từ 7 rưỡi sáng tới 5 rưỡi chiều. Thu nhập của em thì bình quân là khoảng 7-8 triệu. Khám sức khỏe định kỳ, rồi đeo khẩu trang, tập thể dục giữa giờ. Ngành may này là đa số là phụ nữ. Do đó về cái chế độ quyền lợi đối với người công nhân nữ, đặc biệt nữ thì có đầy đủ chế độ như thai sản, ốm đau, chế độ của cái ngày phụ nữ ngày riêng. Ngoài ra thì bên chỗ bảo hiểm xã hội thì thường xuyên có tới kiểm tra và đối thoại với người công nhân. Và đặc biệt là 6 tháng là sẽ có kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người công nhân. Còn đây là hoạt động được tổ chức nhân ngày hội tiếp sức công nhân viên chức lao động thành phố Đà Lạt năm 2017. Tặng quà công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, biểu dương người lao động có thành tích trong phong trào an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn giao thông. Với các hoạt động nêu trên đã góp phần động viên, tạo động lực giúp người lao động phát huy hơn nữa vai trò để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Những cái hoạt động như vậy rất là ý nghĩa, cũng như là giúp cho đoàn viên thanh niên có những cái phần quà để mà mình có thể là tham gia những hoạt động này hơn. Và những cái chương trình của Liên đoàn Lao động thì thường hay giúp đỡ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn và giúp cho các công đoàn có những cái hoạt động để mà phát triển công đoàn mình vững mạnh hơn. Được tổ chức liên tục từ năm 2008 đến nay, qua 9 lần tổ chức, tập trung vào các chủ đề khác nhau. Thông qua những chương trình hoạt động thiết thực hiệu quả, tháng công nhân đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của công nhân người lao động, tạo những dấu ấn đậm nét trong công tác chăm lo đoàn viên công đoàn và người lao động, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Những năm qua, mặc dù Liên đoàn Lao động các cấp trong tỉnh đã có nhiều chính sách chăm lo cho công nhân người lao động như xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, lắp đặt các cabin sữa cho nữ công nhân nuôi con nhỏ tại khu công nghiệp, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho công nhân khó khăn bị tai nạn nghề nghiệp hoặc mất việc làm với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm. Cái việc mà chăm lo đời sống cho người lao động đối với các doanh nghiệp đó, thì hiện nay là được đánh giá là có cố gắng, đặc biệt là trong cái việc mà điều chỉnh cái mức lương tối thiểu vùng hàng năm để mà nâng cao cái mức sống. Ngoài ra thì cái chất lượng và cái số tiền mà ăn trưa đó thì người ta cũng được nâng lên từ 12 đến 15 nghìn. Hiện nay là theo cái mức thấp nhất và có những đơn vị hơn cái số đó để mà tái tạo cái sức lao động cho người lao động ở các doanh nghiệp. Năm 2017 thì chúng tôi cũng triển khai 7 cái hoạt động và qua đánh giá tổng kết thì chúng tôi thấy có những cái kết quả rất là khả quan. Đó là năm 2017 khi phát động tháng công nhân thì nhiều cấp công đoàn đã có nhiều cái nội dung rất là đổi mới, thiết thực đối với doanh nghiệp, đối với công nhân lao động. Và trong cái hoạt động thì cũng lồng ghép nhiều cái nội dung tuyên truyền ý nghĩa về cái tháng công nhân, tuyên truyền một số cái nội dung về chính sách pháp luật đối với người lao động và nâng cao cái nhận thức của người lao động về cái quyền và cái nghĩa vụ trách nhiệm như cái bộ luật lao động quy định cũng như là cái luật công đoàn quy định. Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp có ý nghĩa quyết định trong duy trì việc làm, tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho công nhân, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi chính đáng này của công nhân đòi hỏi sự quan tâm thỏa đáng của tổ chức công đoàn các cấp trong việc liên kết với các trường, trung tâm dạy nghề, phối hợp các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị, tổ chức định kỳ các cuộc thi thợ giỏi, thi nâng bậc, cấp chứng chỉ nghề cho công nhân. Thưa quý vị và các bạn, với các hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động trong tháng công nhân năm 2017, đã góp phần động viên cũng như là tạo động lực để cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp, qua đó đóng góp công sức và trí lực của mình cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.